Mọi sự thành bại của đời người hay đơn giản như là một dự định của chúng ta có được như ý hay không đều chi phối bởi các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Vậy thì với phong thủy của vận 9, vì sao lại nhấn mạnh nên xây sửa nhà ngay từ đầu vận và tại sao chúng ta cần phải nắm bắt tận dụng tối ưu vào thời điểm khởi khí của năm, cũng chính là thời điểm khởi khí cho vận mới và nó sẽ chi phối đến sự hưng vượng của chủ nhân ra sao? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong video này nhé. Trong phong thủy, hệ thống tam nguyên cửu vận ứng với chu kỳ 180 năm và mỗi một chu kỳ sẽ gồm có 9 vận, bắt đầu bằng vận 1 và kết thúc thì là vận 9. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 tới đây thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn của vận 9 hạ nguyên, có nghĩa là từ năm 2024 đến năm 2043 do ngôi sao cửu tử hỏa chủ quản. Ở trong hệ thống cửu tinh thì số 9 là con số cuối của chu kỳ ứng với sao cửu tử và biểu tượng của là ly và là lửa. Cửu tử hỏa thì biểu trưng cho sự thăng hoa đỉnh cao nhất ở trong chu kỳ phát triển chúng ta. Và ngoài ý nghĩa về sự thanh lọc thì cửu tử còn có chủ về sự kiến tạo, một cái sự bứt phá. Và các yếu tố như là tri thức, học vấn, tình duyên và nhất là danh vọng của vận 9 này sẽ vô cùng là nở rộ. Và sẽ không nói quá khi mà cho rằng trong giai đoạn 20 năm tới đây, tính từ năm 2024 đến năm 2043, nhiều sự phát triển bùng nổ mang tính đột phá về nhiều mặt thì sẽ đến với con người chúng ta trên toàn cầu. Với bối cảnh đó thì đầu vận 9 là thời điểm khởi khí của năm, cũng là thời điểm khí của vận rất phù hợp khi mà chúng ta tiến hành những công việc như là xây sửa, tu tạo nhà cửa. Và nắm bắt được điều này sẽ là tiền đề cho việc khởi khí, khai lộc cùng sự thịnh vượng, khởi sắc của gia đạo vào giai đoạn tới đây. Vậy thì chúng ta sẽ phải tối ưu thiên khí đầu vận 9 này như thế nào? Không phải ngẫu nhiên mà việc xây nhà, dựng cửa luôn được xem là đại sự, là một bước ngoặt lớn hay thậm chí là một dấu mốc đánh dấu một sự trưởng thành, độc lập về kinh tế trong cuộc đời của mỗi một con người chúng ta, đúng không ạ? Thực tế thì việc chúng ta mua mới, xây nhà hay là tu sửa ngôi nhà là một việc rất là hệ trọng, có thể ảnh hưởng đến hàng chục năm và thậm chí là cả cuộc đời của chúng ta. Mình vẫn có thể có được hai cổng này. Rồi bây giờ thì trên cơ sở trao đổi đấy thì mình sẽ cần phải thống nhất với cả gia chủ làm sao để mà gia chủ hiểu ấy, là khi mình đã quyết định làm phong thủy cho nhà thì sẽ phải lên một phương án cụ thể mà càng sớm càng tốt. Tốt nhất là từ những cái giai đoạn mà mình quy hoạch các cung vị này để mà sau này tránh cái việc là phạm kỵ phong thủy rồi là xây xong rồi đã thiết kế rồi mà mình phải sửa lại. Và mình sẽ phải đi từ cái thiết kế ý tưởng. Như chúng ta được biết thì thiên là yếu tố lớn nhất chi phối đến địa và nhân. Vì vậy nên ta cần phải nắm rõ ràng là việc chúng ta chọn thời điểm tốt để mà xây nhà về bản chất là nhằm tìm ra những khoảng thời gian cuộc đất đó có vận tốt nhất. Trong khi đó thì việc chúng ta lựa chọn tuổi đẹp để xây nhà thì lại hướng đến khoảng thời gian mà cái người làm chủ đó ấy, hợp nhất với cái vận tốt nhất của đất đấy. Thì rõ ràng là điều này hoàn toàn là khớp với cả quan điểm thiên có thời, địa có vận và nhân có tuần, đúng không ạ? Và kinh nghiệm của tôi cho thấy là không có mảnh đất nào được xem là tốt với tất cả các tuổi cả. Ở đó là chưa kể thì việc xem tuổi còn có ý nghĩa về mặt tâm lý, tạo cho chúng ta sự an tâm trong cả quá trình xây dựng hay là tu sửa cho ngôi nhà của chúng ta. Thì mỗi một vận khác nhau thì các hướng khác nhau sẽ có những sự vượng suy khác nhau. Nên là những cái hướng mà đang vượng ở vận 8 ấy, sang vận 9 có thể nó sẽ suy, hoặc ngược lại những cái hướng mà đang suy ở vận 8 sang bên vận 9 nó sẽ là vượng. Chính vì thế này chúng ta sẽ phải tìm ra cái phương mà vượng nhất để mà mình an vị cho gia chủ đặt những cái cung vị quan trọng nhất. Để mà cái hướng vượng suy này vào đầu vận 9 được chính xác ấy, thì nó không chỉ là bố cục ở bên trong. Đây mới chỉ là bố cục bên trong thôi mà mình sẽ còn phải có cả loan đầu hình thế ở bên ngoài nữa. Đây là chuyên môn của người phong thủy sư nên là chúng ta sẽ cần phải trao đổi với cả gia chủ, chứ cái điều này gia chủ không thể tự quyết định được. Và thứ ba, chúng ta thiết đặt những công năng ở trong nhà chúng ta cần phải tối ưu. Nhà ở lý tưởng với phong thủy, ngoài việc đón được những cát tinh tốt, không phạm những thần sát xấu hay là phạm kỵ từ bên ngoài, thì nó còn phụ thuộc lớn vào việc chúng ta bày trí công năng ở bên trong ngôi nhà. Theo đó thì việc bố trí công năng cho nhà ở cần tuân theo quy luật âm dương quân bình. Trong đó thì các khu vực chính yếu thuộc dương trạch tứ yếu như là cửa chính, gian thờ, phòng ngủ chính hay là bếp nấu thì cũng cần phải đặc biệt lưu ý và chú trọng, vì đây là bốn yếu tố ở trong dương trạch tứ yếu. Và ngoài ra thì để mà củng cố vượng khí cho địa trạch, ta cũng có thể lựa chọn bày trí các vật phẩm phong thủy phù hợp với việc chiêu tài rồi là thu hút những nguồn năng lượng tích cực trong ngôi nhà.
thì các bạn có thể liên hệ với những người phong thủy sư chuyên nghiệp để mà tư vấn cho các bạn về cái việc thiết đặt những cái công năng như ý này. Và sau sự kiện chiều khóa cải vận cho năm 2024 thì rất là nhiều các vị gia chủ đã đặt lịch để mà tôi khảo sát thực địa và làm phong thủy phục vụ cho việc xây sửa nhà cho cái vận mới vào thời điểm khởi khí khai vận này. Còn các bạn đã lên kế hoạch để mà tối ưu và tận dụng yếu tố thiên khí khi mà chúng ta bước sang vận mới này chưa? Hãy cùng chia sẻ để tôi biết được nhé.